Chương trình này được bảo trợ bởi tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Lone Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và bản tin kế tiếp là Nhi đưa cho quý vị về cái một loài cá. Thì cá này ăn cũng rất là ngon nhưng mà hiện tại rất là quý hiếm nên mọi người là yêu cầu không được ăn cái con cá này. Mà con cá này không có dễ gì mà nó nổi lên mặt biển đâu, thưa quý vị. Và tuần vừa rồi tại Oregon, các những người mà đi làm ở ngoài biển thì họ đã thấy một con cá nặng 100 pound, có nghĩa là 45 kg. Con cá mà này nó rất là to, thưa quý vị, và được gọi là cá mặt trăng, và được phát hiện trên bãi biển Sunset ở bên cái vùng Seaside của Oregon, thưa quý vị, ở phía tây bắc của tiểu bang Oregon. Và Seaside cho biết là những người đang khảo sát cá thì họ biết rằng đây là một cái loài cá rất là quý hiếm ở bờ biển Oregon, và họ đã đăng tải ở trên Facebook và ở trên trang mạng xã hội. Kate Chandler là tổng giám đốc của một tại sở mà hải sản và bảo vệ những cái loài vật quý hiếm. Thì cái con cá mặt trăng này gọi là con cá rất là quý hiếm và nó nằm rất là sâu dưới đáy đại dương. Nó không có dễ gì mà nó dạt ở trên mặt biển mà chết như vậy đâu, thưa quý vị. Chứng tỏ rằng là do khí hậu ấm lên rất là nhiều và ô nhiễm môi trường ở dưới đáy của lòng biển nó cũng bị ô nhiễm cho những cái vật thải mà thải ra, hoặc là chất nhựa, hoặc là tất cả những cái gì quý vị cũng hay thấy thường thường đưa lên trên mạng, đó là mặt biển hiện tại rất là ô nhiễm môi trường. Và cái loại cá này là thường tìm được ở những cái vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Và cá mặt trăng này có bề ngoài rất là khác thường, quý vị cũng thấy ở trên màn hình là con cá này, cái màu nó rất là đẹp, thưa quý vị. Và cái đầu nó tròn bo giống mặt trăng thì có hơn. Và bên cạnh những cái con cá này á, là nó rất là quý hiếm, thì hiện tại người ta kêu là không có ăn cái con cá này nữa. Và họ đã giữ cái con cá này, mặc dù nó nằm, nó dạt trên mặt biển, nó đã chết rồi, thưa quý vị, nó không có còn sống nữa. Thì những cái nhà mà bảo vệ động vật này họ đã để trong một cái đông lạnh và họ sẽ mổ xẻ con cá này, không phải là để ăn mà để nghiên cứu, thưa quý vị. Dạ vâng, con cá mặt trăng này là một cái con cá rất là quý hiếm mà thỉnh thoảng thì một số người ta đi câu cá cá nhân, người ta cũng câu được nó. Nó ở cái độ sâu rất là sâu. Yeah. Và thường thường những người câu thì con cá nó không có lớn như vậy, kích thước không lớn nhỏ như vậy hơn, đâu. Đúng không? Nó nhỏ hơn, thưa quý vị. Và hồi xưa thì cái con cá này người ta đánh bắt, khi người ta câu được, người ta câu cái số lượng rất là ít, nó nhỏ nhỏ vài ba con thôi. Mà cái thịt nó rất là ngon và nó giống như cái hình dạng nó dẹp dẹp và nó tròn giống như cái một mặt trăng vậy. Và song song đó thì cái loài cá này nó có rất nhiều màu, nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Đôi lúc thì ở những cái vùng biển ôn đới như ở bên Canada hay Alaska, hay là ở những cái vùng biển ở Hoa Kỳ chúng ta, thì chúng ta cũng thấy là nó cũng xuất hiện cá mặt trăng này. Nhưng mà mỗi cái loài cá mặt trăng nó có một cái màu sắc khác nhau, và con nào nó cũng sặc sỡ như vậy, sặc sỡ đẹp lắm, thưa quý vị. Và Lê Thái cũng tin chắc là những cái tay câu thủ nào mà đã từng câu cá rồi thì mà câu được con cá này thì cũng phải công nhận là Lê Thái nói đúng, có nghĩa là con cá này cực kỳ đẹp. Và nó cũng, nếu như mà nuôi ở trên cạn á, nuôi trên bờ mà chúng ta nuôi trong cái môi trường mà nhân tạo mà chúng ta nuôi thì rất là khó nuôi. Bởi vì con cá này cái thức ăn của nó cũng là thức ăn rong tảo nhiều hơn. Và cái số lượng của nó hiện nay cũng rất là ít, mà khi mà ta đánh bắt lên nó cũng rất là yếu để mà khó đưa vô trong cái môi trường nhân tạo để mà ta nuôi. Mà hiện nay thì Lê Thái vô rất là nhiều cái hải dương học, giống như là ở Sea World hay là ở mấy cái sở thú, mấy cái zoo này nọ, ở mấy cái hải dương học ở mấy cái tiểu bang, thưa quý vị, thì vẫn chưa thấy là cái con cá này người ta trưng trong đó, toàn là chúng ta thấy rằng những con cá mập cái này cá kia thôi, chứ không có cá chứ này không có thấy con cá mặt trăng này. Bởi vì cá mặt trăng này rất là khó mà nắm bắt, và nó cũng rất là nó giống như là nó khó nuôi lắm, thành ra là em vẫn chưa thấy có mặt ở trong mấy cái viện hải dương học đó, thưa quý vị. Cảm ơn chị Như Huyền đưa đến thông tin về cái loài cá này. Và cá này ăn rất là ngon nha, nhưng mà bây giờ là quý vị không ăn được ăn nữa, tại vì nó nằm trong cái danh sách là cấm đánh bắt rồi, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng ta tắm á, thì không biết là chị Như Huyền có thích tắm vòi sen không? Em thì em thích tắm vòi sen lắm. Hầu như là bên Hoa Kỳ chúng ta ai cũng tắm vòi sen cả. Và vòi sen nó giống là một cái vòi nước mà nó giống như nó gắn liền với cuộc sống của tất cả mọi người luôn. Nhưng mà thật sự nếu như mà quay trở lại là chúng ta thấy á, là tắm vòi sen nó sướng thiệt. Nhưng có ai nào biết được cái tác hại của khi mà chúng ta tắm vòi sen? Và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về những cái tác hại đối với cái da của chúng ta
khi mà chúng ta tắm vòi sen, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, áp lực nước từ vòi sen lên da mặt của chúng ta nó tương đương với cái vòi xịt công suất lớn và nó dễ khiến cho những cái da của chúng ta ở trên bề mặt da chúng ta nó chảy xệ và nó lão hóa sớm. Và nhiều người chúng ta đó thì chúng ta có thói quen rửa mặt dưới vòi hoa sen và trong lúc tắm để tiết kiệm được cái thời gian. Tuy nhiên thì những cái tác hại mà thói quen này đem đến thì có thể khiến chúng ta phải giật mình, và chắc chắn là quý vị xem thông tin này quý vị cũng sẽ giật mình và cũng giảm bớt cái tần suất mà chúng ta tắm vòi sen. Khi mà chúng ta tắm vòi sen sẽ khiến da chúng ta nổi mụn hơn, và lý do tại sao thưa quý vị? Khi tắm thì chúng ta thường sử dụng nước nóng hơn để chúng ta rửa mặt ở trên bồn rửa, và khi mà kết hợp cả tắm và chúng ta rửa mặt ở dưới vòi sen thì nước nóng nó sẽ làm mất đi cái lớp dầu tự nhiên cần thiết duy trì cái độ ẩm của da mặt, và nhiệt độ mà nước quá cao cũng sẽ khiến da mặt của chúng ta ngày càng mục khô hơn thưa quý vị. Và với những người mà có cái làn da khô đó thì cái việc rửa mặt ở dưới vòi hoa sen thường sẽ khiến cho da ta chúng ta ngày càng xấu và thô ráp hơn. Nhiều người thì người ta chọn cái cách là người ta thêm kem dưỡng da để mà khắc phục tình trạng này, nhưng mà nó khó có thể mà quay trở lại, bởi vì cái da chúng ta bị mụn trứng cá do chúng ta bị bít lỗ chân lông và không thoát được cái khí ra ngoài. Và cái tác hại thứ hai mà khi chúng ta tắm vòi sen là nó ảnh hưởng đến cái màu da của quý vị. Wow. Việc mà chúng ta rửa mặt ở dưới vòi hoa sen có thể khiến da của chúng ta nó bị ửng đỏ, bởi vì nó bị ửng đỏ bởi vì nó bị tác hại do tổn thương da. Cộng với lại nếu như mà chúng ta tắm nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá, nó sẽ khiến cho những cái mạch máu trên da chúng ta co giãn bất ngờ. Và nếu mà nước nóng quá nó sẽ làm cho co giãn ra và làm hỏng các mao mạch mỏng ở trên cái má của chúng ta. Và càng để da tiếp xúc với nước nóng lâu thưa quý vị thì da chúng ta càng có nguy cơ mà nó khô và nó kích ứng nhiều hơn. Và cái độ ẩm tự nhiên giống như là cái chất mà ceramid và axit béo và cái dư chất dầu ở trên da chúng ta nó làm cho da chúng ta căng mọng á, thì nó sẽ bị nóng lên. Và đặc biệt là trong cái tháng mùa hanh khô mà khi chúng ta dễ bị tổn thương thì cái da hiện tại chúng ta đã tổn thương rồi thì nó càng tổn thương nhiều hơn và nó sẽ dễ khô và kích ứng hơn, và nó sẽ dẫn ảnh hưởng đến cái màu da của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị sạm da. Và khi mà chúng ta tắm với vòi sen thì nó lại gây nếp nhăn. Lý do tại sao nó gây nếp nhăn? Vì khi quý vị mà ngâm tay, ngón tay của chúng ta trong nước ấm thì quý vị thấy là ngâm một thời gian thì chúng ta sẽ thấy những cái ngón tay của chúng ta nó nhăn lại. Và y chang như vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta tắm ở trên vòi sen và nước nó xối trực tiếp vào trong da mặt của chúng ta, và cái nước nóng nó sẽ làm cho da chúng ta rất là mau hỏng cái lớp hàng rào bảo vệ của da, và nó làm cho khóa cái độ ẩm nó lại. Và khi đó thì cái da của chúng ta nó bị cái áp lực từ vòi hoa sen là nó phun xuống, thì nó cái công suất lớn nó có thể nó khiến cho da chúng ta bị chảy xệ và nó bị vừa khô ráp, và nó sẽ gây ra những cái nếp nhăn. Và nếu như mà chúng ta khắc phục tình trạng này thì chúng ta nên tắm vòi sen ít lại. Và một cái tác nhân nữa là cái tác dụng nó làm cho chúng ta bị gây ngứa. Và nếu như mà quý vị tắm lâu thì quý vị cảm giác là cái cảm giác này nó thoáng qua thôi, nhưng mà nếu như mà chúng ta bị nghiêm trọng và cái thời gian chúng ta kéo dài trong một cái thời gian ngắn á, mà cái da chúng ta bị tổn thương á, thì quý vị sẽ thấy là da mặt của chúng ta bị ngứa nhiều hơn và thậm chí là nó bị bong tróc luôn. Và nguyên nhân được cho là nếu như mà rửa mặt ở dưới vòi sen thì làn da bị kích ứng á, cái bởi lỗ chân lông nó phải chịu cái áp lực lớn và dễ bị cái vi khuẩn xâm nhập hơn. Và khi mà cái nước nó dội vô trong cái lỗ chân lông của chúng ta thì cái nước với lại cái độ nóng của nước nó sẽ làm nở những cái lỗ chân lông, và cái lỗ chân lông của chúng ta rất dễ bị những cái vi khuẩn nó tấn công và nó làm cho gây ngứa và gây bỏng. Và cuối cùng là những cái sản phẩm tắm gội có thể gây kích ứng da mặt của chúng ta. Nếu mà chúng ta gội đầu hoặc là chúng ta xả đầu bằng những cái loại mà dầu gội ở trên đầu của chúng ta đó quý vị, hoặc là những cái loại mà cái chất nhuộm tóc hay thuốc nhuộm tóc, mà khi quý vị mà đứng ở trên cái vòi hoa sen quý vị tắm xuống thì những cái loại mà cái dầu gọi là dành cho tóc thôi nó lại xuống cái da mặt, những cái loại mà dầu xả, dầu gội nó lại xuống ngay cái da mặt trực tiếp vào mắt và da mặt của chúng ta, thì vô tình những cái chất đó là những chất chemical, nó có thể nó làm cho chúng ta bị dị ứng, và cái chất hóa học nó nhiều tại vì nó chỉ sử dụng cho tóc chứ không sử dụng cho da mặt. Thành ra khi mà chúng ta tắm vòi sen thì những cái chất đó nó xuống da mặt cho chúng ta và nó làm hỏng da mặt của chúng ta, nó có thể nó làm cho chúng ta bị kích ứng da và bị dị ứng, và nó có thể nó kéo dài một thời gian dài và sẽ khiến cho da chúng ta bị lão hóa. Đây là những cái tác hại mà Lê Thái gửi đến quý vị nếu như chúng ta tắm vòi hoa sen, và chúng ta có thể giảm tần suất đó lại, hoặc là chúng ta có thể quay lưng lại chúng ta tắm, và chúng ta để dành tắm trừ khi nào là cái công đoạn cuối cùng mà chúng ta có thể là rửa mặt này nọ, chúng ta có thể xịt từ dưới xịt lên và cầm cái vòi hoa sen để mà chúng ta tắm cho nó nhẹ nhàng chứ không dội từ trên dội xuống. Wow, cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Đây cũng là cái bản tin rất là hữu ích vào quý vị, và hữu ích và quý vị cũng phải nên đi theo từ để cho da mình nó được tốt hơn. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc Cà Phê Sáng cuối tuần. Như vậy Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ.